Quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của hệ thống Đài Việt TV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Ngày hôm nay, Đài Việt TV xin mời quý vị cùng tham gia vào chương trình hội thảo giới thiệu sách 50 năm cộng đồng người Việt tự do ở Hoa Kỳ, từ lịch sử hướng đến tương lai, được tổ chức tại trung tâm Mai Vàng, Houston, Texas. Và sau đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận. Vai trò của Hội Bảo tồn lịch sử văn hóa người Mỹ gốc Việt trong cái công việc này đó là bởi vì hội đó là cũng lo lắng về cái chuyện là con em chúng ta học những cái bài học sử sai, thành thử cũng đi tham dự rất nhiều những cái conference. Việt Nam Center thì có gặp giáo sư Tường, thì hai chị em cũng có ngồi nói chuyện với nhau. Thì chị Giang mới nói với Tường, mình sắp 50 năm rồi, mình phải có một cuốn sử cận đại về cái người Việt của mình ở Hoa Kỳ này. Thì Tường rất là đồng ý. Sau đó thì chị Giang với hội cũng giúp đỡ tài chính của các em một chút, và cũng như là giới thiệu hai người sử gia để cùng với cái group này để mà viết lên cái cuốn sử người Mỹ gốc Việt. Tại qua những cái lần mình hoạt động thì cũng có quen nhiều cái cộng đồng, thành thử ra mới nhận cái vai trò gọi là community outreach, tức là giúp các em để mà đưa những cái này tới cộng đồng của mình. Nhân cái dịp này, Triều Giang cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, những ban tổ chức và đặc biệt những ban yểm trợ đã giúp cái hội có cái ngày hôm nay. Cái điều mà người ai cũng mong đợi đó là có sách giáo khoa đi vào giảng dạy tại các trường đại học Hoa Kỳ. Các học giả Mỹ họ chỉ nói là Việt Nam Cộng Hòa là sản phẩm của đế quốc Mỹ. Mà sản phẩm làm sao được khi mà cái chủ nghĩa Cộng Hòa nó là nền tảng của Việt Nam Cộng Hòa, nó đã ra đời từ đầu thế kỷ 20, lúc người Mỹ họ còn chưa biết Việt Nam là gì. Thì làm sao mà nói được nó là nền sản phẩm của đế quốc Mỹ. Và thứ hai nữa là Cộng sản họ cũng nói là họ mới là đại diện cho dân tộc Việt Nam. Và học giả người Mỹ cũng thường hay là đồng nhất Cộng sản với Việt Nam. Tạm như là quý vị xem cái bộ phim The Vietnam War thì là chỉ thấy ông Hồ Chí Minh ra như là người đấu tranh duy nhất cho độc lập dân tộc và độc lập của Việt Nam. Nhưng thực sự ông Hồ Chí Minh là sau rất nhiều những vị như là Phan Chu Trinh và cũng là đồng thời với là Phạm Quỳnh và Trần Trọng Kim là những người mà đã đóng góp công rất lớn vào xây dựng cái chủ nghĩa Cộng Hòa, và cái chủ nghĩa Cộng Hòa đó nó có mặt ở Việt Nam trước cái chủ nghĩa Cộng sản. Và thực ra cái phong trào Cộng sản nó chỉ là một cái nhóm người rất là nhỏ và rất cực đoan và cổ vũ cho bạo lực. Nhưng mà họ không may họ lại giành được chính quyền, thành ra họ đàn áp tất cả những cái khác. Thành ra là bây giờ lịch sử họ viết lại và họ nói là họ là người đại diện duy nhất và hợp pháp nhất, chính danh nhất cho dân tộc Việt Nam. Nhưng cái đó hoàn toàn là sai. Và cái quyển sách của chúng tôi hy vọng là sẽ cho các nhà học giả Mỹ thấy là không phải. Như vậy là hoàn toàn là nông cạn và sai lạc. Đó là cái lý do mà tại sao trong khoảng 5-6 năm nay thì tôi đã tập hợp được một đội các nhà nghiên cứu trẻ người Mỹ gốc Việt để có thể tạo ra những cái công trình, những cái sản phẩm nghiên cứu mà có thể làm thay đổi nhận thức của những người đó, để họ có cái hiểu biết đúng đắn hơn về Việt Nam Cộng Hòa, về chiến tranh Việt Nam và về cộng đồng người Mỹ gốc Việt, thưa chị. Tôi được sự giúp đỡ về tài chính của một số vị mạnh thường quân trong cộng đồng người Việt và sự giúp đỡ của trường đại học của tôi là Đại học Oregon và sự đóng góp của rất nhiều các học giả trẻ. Họ đến và họ đóng góp vào những công trình nghiên cứu mà cũng không đòi hỏi đền bù gì cả. Đó là cái sự biết ơn rất lớn của tôi đối với tất cả mọi người. Những quyển sách này là được viết bằng tiếng Anh, thành ra là chúng nhắm vào độc giả là học giả, sinh viên và công chúng Hoa Kỳ trước. Trong số đó thì đương nhiên là có những thanh thiếu niên, thiếu nữ, người Mỹ gốc Việt, hoặc là các học sinh trung học và các sinh viên đại học. Người Mỹ gốc Việt của chúng ta khi mà họ cần tìm hiểu về lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, lịch sử Việt Nam, lịch sử chiến tranh Việt Nam mà theo đúng cái quan điểm của chúng ta thì họ có thể tìm đọc và họ có thể đưa vào những cái nghiên cứu mới của họ hoặc là đưa vào những cái bài viết của họ để họ có thể hiểu sâu hơn về cái Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Sau khi cái bản tiếng Anh ra đời thì chúng tôi sẽ tìm những cái nguồn hỗ trợ và những cái người để mà làm công việc dịch thuật ra tiếng Việt để có thể đến tay được độc giả Việt Nam. Vâng, thì tôi đã gặp được rất nhiều, tôi đã biết là trong những cái lần ra mắt sách trước đó thì chúng tôi cũng có sách tiếng Việt và các độc giả Việt Nam rất là quan tâm đến những gì chúng tôi đang làm. Trong cái quyển sách này chúng ta có tổng cộng là 14 chương. Thì xin thưa quý vị, vui mừng là khi quý vị cứ nhìn trên bản này, quý vị nhìn được những cái khuôn mặt của các vị tham gia. Thì thưa quý vị, trên 14 chương này đó thì 12 chương là của các tác giả là người gốc Việt,
Mà trong 12 người gốc Việt này đó, thì 11 người là những anh chị em sinh ra hoặc lớn lên ở Hoa Kỳ. Họ là những người trao dồi và kiến thức lịch sử Việt Nam, trao dồi tiếng Việt, trao dồi văn hóa, bỏ ra 5-10 năm để nghiên cứu về những cái chủ đề này để ra được một cái bằng tiến sĩ. Để hiện nay họ là những người đang giảng dạy hay nghiên cứu ở các trường đại học và đang góp phần vào trong cái việc viết những cái chương sách mới có cái độ trung thực và đa chiều hơn. Chúng tôi không có mong mỏi là chúng ta phải viết nghiêng về tất cả một bên này hay bên kia gì hết. Chúng tôi chỉ kêu gọi là chúng ta viết sử, viết về cộng đồng, viết về văn hóa, viết về Việt Nam một cách trung thực nhất có thể. Thì trong cái quyển sách này đó, thì chúng tôi có 3 phần chia ra. Phần đầu thì là chúng tôi nói lên cái tầm quan trọng của Việt Nam Cộng Hòa, cái xã hội sôi động Việt Nam Cộng Hòa nó như thế nào. Tại vì để hiểu được cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì chúng ta cần phải hiểu được cái nguồn gốc của họ xuất phát từ đâu. Nó xuất phát từ cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa tồn tại từ năm 1954 đến năm 1975. Chủ nghĩa Cộng Hòa đòi hỏi những cái quyền tự do căn bản của con người, quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, yếu tố về pháp luật, đặt cái nền tảng quốc gia trên hết, vân vân. Vì những cái khái niệm căn bản đó là những cái khái niệm mà quý vị khi bỏ nước ra đi không mang theo trên mình những cái hành trang gì nhiều hơn là có thể là một cái bộ đồ hay là vài cái thức ăn. Nhưng trong tâm tưởng quý vị thì quý vị mang theo là cái gì? Quý vị mang theo cái mong ước được tự do, có được cái dân chủ, có được tiếng nói. Thì cái mong ước đó là dưới cái nền Việt Nam Cộng Hòa, ít nhất quý vị, dù nó không có tuyệt đối, nó không có so sánh được với Hoa Kỳ ở cái thời độ điểm đó hay hiện tại, nhưng ít nhất nó có những cái điều đó mà ở Bắc Việt thì chúng ta đều biết là không có được cái điều đó. Cái đó là cái nền tảng mà quý vị khi sang đây lập lên cái cộng đồng này ở đây, đó là cái nền tảng mà tại sao quý vị hôm nay vẫn chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cái nền tảng của tại sao quý vị tưởng nhớ tới ngày 30 tháng 4. Và năm cái chương kế tiếp đó, thì cái phần thứ nhì của chúng tôi thì nói về cái cộng đồng, cái hình hài của cộng đồng, cái nỗ lực của quý vị để làm sao xây lên những cái cộng đồng này. Và 4 cái chương cuối cùng thì chúng tôi chú trọng vào cái ký ức và cái cách sáng tạo để quý vị gìn giữ ký ức và di sản của quý vị, của Việt Nam Cộng Hòa và của cộng đồng hôm nay. Mong quý vị sẽ nhìn vào những cái khuôn mặt này mà vui cùng với chúng tôi là những cái khuôn mặt này là tương lai của cái cách chúng ta viết sử và nhìn nhận về con người Việt Nam. Em là Alex Võ Đình Thái, em sinh ra ở Việt Nam, ở Quảng Ngãi, Việt Nam, và năm 8 tuổi thì sang Hoa Kỳ định cư cùng gia đình theo diện HO. Em đến với việc học và nghiên cứu về sử là nó xuất phát từ cái việc là khi còn học ở trung học thì mình học và mình thấy là người Mỹ khi họ nói về cuộc chiến, đặc biệt là khi họ nói về bố mẹ mình, thì hình như là họ có một cái vẻ rất khinh thường, miệt thị về những cái người thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Thì từ đó nó đưa đến thấy cái sự quyết tâm là để hiểu thêm rõ là mình là ai, tại sao lại có cái cộng đồng người Mỹ ở Hoa Kỳ và tại sao có cái thân phận mình ở đây, mà tại sao bây giờ người ta nhìn nhận mình như vậy, có phải là đúng hay không. Thì từ đó thấy quyết định đi học lịch sử, học cao học và tiến sĩ ở Đại học Cornell với tiến sĩ Keith Taylor, là người đỡ đầu, là một cha đẻ trong ngành học lịch sử của Hoa Kỳ. Thì từ đó thấy học về lịch sử cuộc chiến là chính, bắt đầu từ những cái chủ đề như là cải cách ruộng đất ở miền Bắc, nhân văn giai phẩm, sang tới những cái chủ đề giống như là tù cải tạo, và bây giờ thì là chủ đề người Mỹ gốc Việt, nhiệm vụ của những người giống như Thái là chúng tôi sẽ tạo ra những cái sử liệu để cho các bạn đó có thể tham khảo để biết mình là ai hơn. Chúng tôi giới thiệu cuốn sách hôm nay không phải với cái mục đích là muốn bán để mà làm tiền, nhưng mà để giới thiệu quý vị để quý vị biết những cái người như chúng tôi đang làm những cái công việc gì ở trong cái học thuật. Và rồi chúng tôi cũng có một cái sự gọi là thảo luận để chúng tôi có cái cơ hội được nghe, ngóng nghe được những cái câu chuyện từ quý vị, những cái suy nghĩ từ quý vị, để hầu chúng tôi học hỏi từ đó và có thể đưa ra thêm những cái sản phẩm khác. Tại vì để muốn thay đổi cái cách nhìn của một ai đó, hay là một cái cộng đồng nào đó, hay là cái tương lai của cộng đồng của chúng ta, thì nó không phải là chỉ là một hoặc là hai quyển sách.
mà nó có thể là cần phải có hàng trăm quyển sách. Và chúng ta đừng có thấy cái chữ hàng trăm đó mà chúng ta sợ, mà chúng ta cần phải bắt đầu từ lúc này và bắt đầu đưa ra những cái sản phẩm như vậy. Thưa, cảm ơn VietTV. Hôm nay tôi đến đây trước hết là để cảm ơn giáo sư Vũ Tường và tập thể những giáo sư đàn em của ông là những người đang nối tiếp nêu cao cái lý tưởng của cái người viết sử, đó là tôn trọng sự thật. Nhưng mà cái vấn đề mà câu hỏi mà chúng ta bàn ngày hôm nay đó, khi mà anh hỏi một câu thế này, tại sao chúng ta tự hào về Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta có cần phải hỏi nhau câu đó không? 20 năm trước bên sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa và 2 năm rưỡi với chế độ Cộng sản. Thành ra đã đủ tuổi trưởng thành để hiểu rằng cái thời gian nó quá đẹp. Không có ai của chúng ta ở đây có thể chối bỏ được cái thời gian 20 năm tuyệt đẹp với chế độ mà Việt Nam Cộng Hòa còn non trẻ. Với những quyển sách của anh thì chúng ta việc đầu tiên là chúng ta phải ngồi nói chuyện với các con, share với nó một quá khứ, những gì đã xảy ra, tại sao chúng ta phải bỏ nước ra đi, tại sao hơn gần nửa triệu người chết trên biển cả, và tại sao các con phải đọc quyển sách này. Là cái chính bây giờ đó vẫn là làm sao chúng ta thay đổi được cái hiểu biết của cái đám trẻ Việt Nam và những người bạn, những người tuổi trẻ qua bên Mỹ đi học đó, tức là cái nguồn, một cái luồng cung cấp cho nước Mỹ những người sinh viên và nhất định không về lại nữa. Tại trong văn phòng của chúng tôi rất là nhiều những người Việt Nam qua rồi làm việc của chúng tôi, kiến thức của họ hoàn toàn sai lạc, tại vì sách, báo, tất cả mọi tài liệu đều làm thay đổi lần. Đến khi họ nghe chúng tôi nói chuyện, họ rất là ngạc nhiên. Thành ra không có gì hơn là bằng cách nói chuyện, chia sẻ. Luôn luôn chúng ta phải tìm được cơ hội đó và giới thiệu họ những quyển sách, phải đọc những quyển sách như thế này. Cái lịch sử truyền khẩu đối với chúng ta thì nó rất là quan trọng. Cá nhân Ngọc Diệp thì bất cứ khi nào dạy cho học trò Việt ngữ hay là ở trong cộng đồng, trong giới bạn bè, bất cứ khi nào mà Ngọc Diệp nghe một cái hiểu sai lệch về lịch sử là Ngọc Diệp sẽ bằng cách nào đó khéo léo chia sẻ ra cho người đó để mà có một cái hiểu đúng đắn hơn về lịch sử, thưa quý vị. Và con cũng hiểu là khi mà mình có một người bà con mà đi tù cải tạo biết bao nhiêu năm, họ ra khỏi tù cải tạo, họ không có bao giờ như là trở lại bình thường như trước đó được, thì cái hận thù ở trong lòng của mình rất là mạnh trong mình. Con thấy nước Việt Nam, con thấy những người em họ của con hay là bà con của con ở Việt Nam, thì con cũng muốn nước Việt Nam nó phát triển làm sao mà họ không có cực khổ. Và con thấy cái đó là một trong lòng của con thấy là một cái conflict, nghĩa là con muốn nước Việt Nam họ phát triển rất mạnh để cho những bà con của con ở Việt Nam họ không phải khổ sở nữa. Những người bà con của con mà có ăn học này kia họ cũng khá, nhưng mà họ không có khá bằng những người bên này, thì làm sao mà con có thể giúp họ để khá ở bên nước Việt Nam mà không có làm giống như là phiền hay là áy náy những người mà chiến đấu cho Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái đó là một cái câu hỏi mà con đặt đến những bác ở đây cũng như là những người bạn trẻ của con, làm sao mà mình có thể là balance hai cái thế hệ như vậy. Tức là cộng đồng của chúng ta không nên khép kín mà nên cởi mở và tiếp nhận các bạn trẻ ở Việt Nam. Có thể là đầu tiên là họ bị block, phải không ạ? Nhưng mà từ từ họ sẽ, đương nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể thay đổi, nhưng mà những ai có thể thay đổi thì mình sẵn sàng mình chào đón họ và giúp họ để họ có những cái nhận thức, không phải là mình tìm cách mình tẩy não họ trở lại, phải không? Mình không làm được đó, mà mình để cho họ tự nhận thức. Tới bây giờ mình có cháu nội cháu ngoại nhiều kia, mình suy nghĩ lại mình không có đủ cái ngôn ngữ để mà giải thích cho mấy đứa con của mình cũng như là mấy đứa cháu mình. Và hôm nay được cái dịp giáo sư Trường Vũ và một số những tiến sĩ, những người học thức cao có những sách này, tôi sẽ cũng mua một số về tôi đọc và để tôi sẽ đưa cho mấy đứa con tôi nó coi, và nó sẽ hướng dẫn mấy đứa cháu tôi, hy vọng để cho cái sự hiểu biết về vấn đề ý thức hệ
Cái hội thảo này theo tôi nghĩ, tôi nghe một số những người ý kiến cũng như giới trẻ này, làm sao những giới trẻ chúng ta thu hoạch để mà lưu truyền lại cho mai sau. Đó là cái điều tôi rất là mong muốn. Sau khi dự hội thảo xong thì cái vấn đề mà gọi là viết lại lịch sử đã 50 năm rồi, gần 50 năm, nửa thế kỷ rồi. Mà bây giờ mới làm, các nhà sử học mới làm ra. Mặc dù là buồn nhưng mà có còn hơn không. Để làm sao làm. Và bây giờ là Cộng sản đã bị phơi bày ra rồi. Tất cả sự dối trá của Cộng sản. Bây giờ tất cả ngay trong nước bây giờ không biết đó, chẳng phải là ngoài thế giới. Nhưng mà có làm hơn không? When I was growing up, I didn't understand the Vietnamese history as much, and I felt kind of lost in between the culture. But when I get older and I appreciate the Vietnamese people, the Vietnamese culture, but also understanding the history, it's very important that you remember the past, but also know that going forward in the future of what you can do, what our Vietnamese people can do. We are the Vietnamese people. They've gone through a lot in their history, but we're strong, we're resilient, and we keep doing amazing things. So I am proud to be Vietnamese, and I want my niece, my nephew, the students I teach to be proud of that they người Việt Nam. Vừa rồi là chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV về buổi hội thảo giới thiệu sách 50 năm cộng đồng người Việt tự do ở Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đồng hương đã đến tham dự đông đủ và khán thính giả đã theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay. Chúng tôi xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.